một cái căn nhà vừa được hoàn thành vào tháng 7 năm 2022, nằm rất là gần cái quốc lộ 56, gần cái cổng khu công nghiệp Sonadeji của xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ cái căn nhà này mà mình đi ra quốc lộ 56 thì mất chỉ có đúng 1 km. Khu vực dân cư của xã Nghĩa Thành thì rất là đông đúc. Đây là cái vị trí của quốc lộ 56 ha. Thì đó, từ cái đường nhựa này mình sẽ đi thẳng vô một bằng một cái con đường xẹt một này luôn. À, đây là cái vị trí căn nhà của mình nè. Khu dân cư rất là đông. À, bên đây có một con đường nhựa nữa thì nhà mình nằm tại vị trí này nha. Đây, đây là căn nhà của mình. À, đây là nhà của mình quay từ đằng sau lên nè. Tổng diện tích là 1.000 m² nha quý anh chị ha. Mình sẽ có một căn nhà tổng diện tích là 1.000 m². Đối diện phía bên kia là khu đô thị, khu dân cư Lan Anh nha. Ở xã Nghĩa Thành mà có một cái diện tích 1.000 m² thì mình có thể làm được rất là nhiều thứ. Nếu như ngoài ở ra mình có thể xây nhà trọ hoặc là làm nhà vườn rất là tuyệt vời. À, nhà thì mới vừa xây có 2 tầng, phủ hồng toàn bộ luôn và đã đăng ký lên 100 thổ cư rồi. Chủ bán nguyên căn nhà, nhà vườn đã trồng rất là nhiều hoa, chỉnh chu từ trước ra đằng sau. À, giá bán chỉ có 4 tỷ rưỡi thôi. Nhà này thì chỉ có một mình cô đang ở với lại một cô giúp việc thôi, là hai cô ở với nhau thôi. Nên là cô bán thì để về với lại con cái ha. Quý chị cô chú mình xem qua cái căn nhà rất đẹp này nha. Tiền phía trước nhà của mình nha cả nhà. Mặt tiền có cổng rào kiên cố hết rồi. Mình sẽ có 7m mặt tiền đường nhựa như trên hình nè. Đường nhựa này mình đi thẳng một thẳng luôn. À, ngay chỗ đó là cái quốc lộ 56 rồi ha. Đường này rất là thẳng và mình đứng đây mình có thể thấy được cái quốc lộ 56 luôn đó. À, cách tầm khoảng là 1 km thôi, chưa tới 1 km luôn á nha. Đó, ngay chỗ cái bảng vàng vàng đó là sẽ là quốc lộ 56. Còn cái hướng này mà đi vô nữa thì nó cứ đi vòng vòng vô mấy cái khu tái định cư đó, khu đô thị mới rồi tái định cư rồi đó. Ở trong đây còn dân cư rất là đông nha. Rồi, đây là căn nhà 2 tầng, 1 tầng trệt, 1 tầng lửng của mình. Tổng diện tích là 1.000 m² nha cả nhà ha. À, đất ở phía sau rất là dài luôn. Và cái khu vực này là một cái khu vực rất là đông dân cư của xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Từ cái vị trí này mà mình đi ra thành ra quốc lộ 56 thì mất đúng 1 km luôn. Đường nhựa, mặt tiền đường nhựa ha. Và đi ra Bà Rịa Vũng Tàu và đi ra thành phố Bà Rịa thì chỉ có 7 km thôi là mình sẽ gặp thành phố Bà Rịa rồi. Và nằm cách cổng khu công nghiệp đúng 2 km nha. Một cái vị trí rất là thuận tiện để mà mình có thể xây nhà trọ. Tại vì là cô đã chừa 1 m nào phía bên hông này nè, để mà mình có thể sau này xây nhà trọ ở phía sau á. Đất ở phía sau rất là dài cho nên là cô xây nhà thì có chừa một cái lối đi ở phía bên hông nè, để mình có thể sau này mà kinh doanh nhà trọ cho công nhân luôn đó. Còn không á thì mình để dùng để trồng rau ha đó. Từ trong nhà nhìn ra nè, cái sân này mình có thể đậu được tới khoảng 4-5 chiếc ô tô luôn nha. Ngoài ra còn xe máy nữa, sân rất là rộng luôn. Đây là cái lối đi vào cửa sau. Còn lối này khác rồi, ở bên phía bên hàng rào này có một cái lối đi khác nữa nha. Bây giờ mình sẽ khám phá ở phía bên trong căn nhà nha cả nhà. Rồi, đây là cái căn nhà một trệt một lửng, có tổng cộng là 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh trên dưới, vườn phía sau rất rộng và cái sân phía trước đậu xe ô tô thì cũng rất là rộng luôn. Toàn bộ nội thất phần cứng là sẽ để lại cho khách mua nhà. Nhà xây mới vừa hoàn thiện được mà vài tháng thôi. À, lúc xây thì mất tầm hơn 2 tỷ là cô cho hay như vậy. Đây là con gái của cô, cuối tuần thì có về chơi thôi nhưng mà bình thường là chỉ có một mình cô với lại là cô giúp việc ở thôi nha. Chỉ có 2 người thôi, không ai về ở chung hết. Cho nên đó là rất là buồn. Cô thì đó giờ sống ở thành phố quen rồi. Em thấy cái chỗ này vậy mà thấy cũng vui quá trời vui rồi. Mà vui hơn cái chỗ nhà em ở luôn á. Mà cô còn chê nữa. Cô còn chê buồn nữa, ở không quen. Chứ thành phố mà ở trên thành phố đông vui quen rồi. Giờ về đây ở thích yên tĩnh mà không ngờ là nó yên tĩnh quá, không quen. Mà em thấy chỗ này nó cũng vui mà. Đâu có gì đâu. À, chắc là không hợp, cô không có hợp ở dưới quê á. Quý anh chị cô chú nào mà thích yên tĩnh thì về đây nha. Em thấy khu vực này nó cũng ok lắm đó, chứ không phải là buồn như cô nói đâu. Tại cô ở thành phố quen rồi, không thích
Như vậy thôi, nhà này mà có thêm một người nữa, thêm một người nào đó nữa ở với cô thì chắc là cô sẽ đỡ buồn đó. Do là chắc là do là cô ở mình cho nên là cô thấy vậy thôi. Đây là cái cổng nó mở ra phía sau nè cả nhà. Mình ở phía sau mình sẽ có một cái vườn. Đấy, ở phía sau cái ranh của mình ngay chỗ hàng lứa B10 nè, thẳng ra đằng sau, đụng cái nhà màu xanh xanh kia mới hết cái ranh đất của mình ha. Dạ, đụng cái nhà màu xanh mới hết ranh đất. Rồi bên đây mình còn thêm 1 mét nữa. Bên đây còn thêm 1 mét nữa đi thẳng ra phía sau luôn. Đó, toàn bộ khu vực đất trống đây nè. Đủ 1.000 mét vuông thôi. Còn cái sân vườn ở phía trong khuôn viên đã rào lại thì trồng một vài loại trái cây, rau này đó, chăn nuôi vài con gà. Rồi còn đây là cái tầng phía trên, tầng lửng ở phía trên đó, cao rộng rãi thoáng mát, diện tích 1.000 mét vuông mà giá 4.500.000, đất phủ hồng toàn bộ, có thể là lên theo thổ cư. Ngoài ra thì cô đã đăng ký lên 100 thổ cư rồi, và năm sau là mình đóng tiền. Ở trên đây 2 phòng. Nhà có em bé ăn coi. Hai nhà vệ sinh. Nhà có em bé là tại vì hôm nay là con gái chở cháu về thăm cô. Bình thường là chỉ có cô với lại cái cô kia ở thôi. Đó, nhà rất là rộng luôn mà ở có 2 người. Bắt đầu từ căn nhà này em sẽ bây giờ em sẽ chạy ra quốc lộ 56 cho cả nhà mình cùng xem nha. Nó một cái đoạn đường rất là thẳng và rất là ngắn. Mình sẽ gặp đường quốc lộ 56 thôi. Chứng tỏ là cái khu vực đất này nó rất là có giá trị, rất là vị trí tiềm năng á nha cả nhà, chứ không phải là đất ở vùng sâu vùng xa nha. Đó. Từ mình đi ra nè, con đường rất là đẹp và nên thơ luôn. Khu vực dân cư này mở thì không có sợ buồn gì nữa hết không? Đó, chạy em chậm thôi, cho nhà mình xem khu vực dân cư quá trời luôn rồi. Đó, chạy có chút xíu thôi là mình sẽ gặp quốc lộ 56 này nha. Sát đây luôn nha cả nhà, ủy ban nhân dân với lại trạm y tế, trường học đó nằm gần đây lắm, nằm gần cái chỗ trục đường quốc lộ 56 này nè. Rồi đây là quốc lộ 56 của mình cả nhà ha. Đây nè, mình chạy thẳng xuống là sẽ gặp cái cổng khu công nghiệp. Chạy thẳng xuống hướng này là sẽ gặp cổng khu công nghiệp nha. Tầm khoảng là 1.5 km thôi là gặp cổng khu công nghiệp. Còn nếu như mà đi về đường này thì mình sẽ đi lên lại trung tâm huyện thị trấn Ngai Dao. Đây là cái phần quy hoạch của lô đất nha cả nhà. Đây là cái nhà của mình nè. Đó, ở phía trước là 6,9, phía sau là 7 m. Thuộc tòa 89 thửa 89, diện tích là 1.092 m². Quy hoạch là đất ở toàn bộ nha. Mình coi cái khu vực xung quanh nè. Đó, cách quốc lộ 56 nè, chút xíu xíu à, 1 sẹt 1 và nó thẳng ơ là thẳng luôn. Đó, không phải sẹt mà cong nữa, sẹt người ta cong cong mà còn sẹt này nó thẳng thẳng luôn. Và bên đây là ủy ban nè cả nhà, cái khu vực này là ủy ban nè, trường học nè ha. Ở Bú là mình đi chỗ đó luôn, cũng rất là thuận tiện. Đó, cái cổng khu công nghiệp là ngay chỗ này nè cả nhà. Đó, nguyên cái vùng này là khu công nghiệp sạch, khu công nghiệp mà công nghệ cao á, khu công nghiệp sạch đó cả nhà, nên nó là rất là sạch sẽ, không có thải khí thải độc hại, không có thải khí gì hết nha cả nhà ha. Được xử lý rất là bài bản rồi, chứ không phải giống như mấy khu công nghiệp khác mà ở gần ô nhiễm đâu. Khu công nghiệp này sát bên người ta còn làm cái mấy cái đô thị tái định cư, rồi còn thêm là cái sân góp nữa, sân góp 36 lỗ đã hoạt động rồi nữa, rồi còn cái hồ đá đen làm khu du lịch nữa, cho nên nó là cái khu công nghiệp này á, người dân ở xung quanh rất là nhiều, không có ô nhiễm, khí hậu không có ô nhiễm gì hết ha.
Rồi, và đi vài bước thôi, bước qua khỏi cái khu công nghiệp này thôi, đất của mình ngay chỗ này, bước tầm khoảng chút xíu thôi. Đó, nãy nói 7 km là bị hớ rồi. À, có chút xíu, nãy khu công nghiệp chỗ đây 2 km, thì bước qua bên đây tầm khoảng 4 km thôi. Chưa tới nữa là mình đã gặp cái địa phận của thành phố Bà Rịa rồi cả nhà. Nãy nói tới 7 km luôn là bị hố rồi. Đó, gặp địa phận Bà Rịa, mình sát bên thành phố Bà Rịa luôn nha. Trung tâm thì chắc là 10 cây, nhưng mà địa phận thì tầm khoảng là 4 cây thôi. Mình sẽ gặp cái địa phận của thành phố Bà Rịa rồi. Đó. Còn đây là cái khu vực khu đô thị Lan Anh nha, khu Lan Anh mà ở nổi tiếng ở Vũng Tàu, Châu Đức đó cả nhà. Đó là cái khu vực đó. Nói chung là Lan Anh thì người ta chỉ làm ở những cái khu vực đắc địa thôi, những cái khu vực mà có khu công nghiệp đối diện, xung quanh khu công nghiệp là sẽ có Lan Anh. Nói chung là như vậy. Đó, còn đây là cái khu vực dân cư Bàn Cờ này, khu Bàn Cờ của xã Nghĩa Thành này đó, dân cư nè dày đặc luôn. Đó, thấy chưa, em đã nói rồi là bữa trước quanh em cái video trước em có nói là xã Nghĩa Thành với lại xã Suối Nghệ là hai cái xã mà đông dân cư nhất của huyện Châu Đức đó cả nhà. Thì đây nè ha, bữa trước có nói sơ thôi mà chưa có quay cho cả nhà xem đó. Cái khu vực dân cư này là đường đánh số hết, rất là dày đặc luôn. Khu dân cư Bàn Cờ rất là dày đặc đó. So với Ngã Giao nè ha, Ngã Giao này, Ngã Giao là số 1 rồi. Ngã Giao đó thì rất là đông, số 1 luôn. À, còn trên đây là Kim Long. Ở dưới xuống Nghệ Nghĩa Thành này đất vườn ít lắm. Những cái khu vực này quý anh chị thấy đất trống vậy thôi, chứ không phải đất của dân đâu ha. Quy hoạch làm đất nhà nước, quy hoạch làm đất khu công nghiệp hết rồi, làm gì còn đất của dân nữa. Quy hoạch qua túc vào bên đây luôn nè, làm gì mà còn đất nữa đâu. Cho nên là mới nói là cái khu vực xã Suối Nghệ Nghĩa Thành rất là đông dân cư á. Mình có được 1.000 m² nằm cái khu vực này á, là rất là có giá trị luôn đó nha cả nhà. Khu vực này là phòng trọ là cháy hàng, phòng trọ rất là đắt luôn, lúc nào mà không có phòng nào mà bỏ trống đâu, tại vì khu công nghiệp á người ta cứ đăng tin tuyển dụng liên tục gì đó. Còn thiếu công nhân nữa mà. Rồi bây giờ mình xem qua cái sổ nha, nói cái phần này quá nhiều rồi. Rồi đây là sổ nè cả nhà, chỉ có một sổ một này thôi, đất nhỏ gọn 1.000 m² mà mặt tiền thì 6m9, sâu 7m đó. Sổ thì cũng giống như trên quy hoạch thôi đó. Quy hoạch ở trên sổ là đất trồng cây, nhưng mà hiện tại bây giờ nó đã lên là phủ hồng rồi cho mình rồi. Mình sẽ đăng ký lên thổ cư được thêm nữa. Và tại vì đất bám đường nhựa mà, đất bám đường nhựa chính khu dân cư mà, phủ hồng nữa. Thì quý chị cô chú yên tâm nha, hơn nữa là mình đã có sẵn nhà kiên cố rồi. Rồi xin mời cả nhà mình cùng ghé thăm căn nhà rất là xinh đẹp và mới này ha. Cảm ơn quý chị cô chú đã theo dõi kênh Nga Vườn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ.